Yun cha ti bút tha sa sa nê su măng lô căng ba pha se ti áp pha mu tô hoạt chân đi mà yo ha quê đa qua rô phích khu dồn cha ti bút thả xa xa nề số măng lô căng bà pha dê ti à pha mu tô hoa chẳng đi mà tỳ kheo tội tỳ kheo tuy tuổi nhỏ xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Hòa thượng Thích Minh Châu vô hát quê đá hát rô phúc cú yun chát tiếp bút tha san nề sơ măng lô căng áp pha xê tí áp pha mứt tô quá chanh đi ma tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu tự thân cần quán pháp màu xin tu vầng trăng thoát đám mây lu chiếu soi rõ rõ cõi mù thế gian. Dạ phật phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. À, dạ, à, bây giờ tự nhiên đã thấy xích rạng đông, tự nhiên sợ âm thanh cho nên nhầm khi líu lưỡi luôn, ở ngoài kế đường nó la. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tự nhiên, con kính chào đạo tràng. Dạ, trong room thì không có nghe tạp âm, nghe cô rõ, rõ lắm. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 382. Kính cảm ơn Huỳnh Bát Ta Ná và Sis Ai Minh chào bài. Vô há quê đá há rồ phích khú dùn cha ti bú tha xà xa nề xô măng lô cằn ba phà xề tí ấp phà mô tô quá chàn đi mà vô há quê đá há rồ phích khú dùn cha ti bút tha xà xa nề xô măng lô cằn ba phà xề tí ấp phà mú tô quá chàn đi mà vô há quê đá há rồ phích khú dùn cha ti bút tha xà xa nề xô măng lô cằn ba phà xề tí ấp phà mút tô quá chàng đi mà tỷ kheo tuy nhỏ tuổi nhỏ xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu vô há quê đá há rồ phích khú dùn cha ti bút thá xà xá nề xô măng lô cằn ba phà xì tí ấp phà mô tô quá chàng đi mà vô há quê đá rồ phích khú dùn cha ti bú tha xa nề xô măng lô cằn ba phà xì tí ấp phà mô tô quá chàng đi mà tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu tự thân cần quán pháp màu siêng tu dần trăng thoát đám mây lu chiếu soi rõ rõ cõi mù thế gian. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sĩ Sai Minh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tự duyên. Dạ, Ái Minh kính chào quý anh chị.
Dạ, mình đi. Con xin phép được trở bài câu pháp cú số 382. Yo ha que da ha ro piku yun cha ti buddha sa sa ne soi mang lo căng quên so mang cũng được. Chờ chờ mình tí nha, chờ mình tí rồi. Yo ha que da ha ro piku yun cha ti buddha sa sa ne so mang lo căng ba pha se ti áp pha mu to wa chan di ma Yo ha we da ha ro phi khu yun cha ti putha sa sa ne so mang lo kang ba pha se ti áp pha mu to wa chan di ma Yo ha we da ha ro phi khu yun cha ti putha sa sa ne so mang lo kang ba pha se ti Apha mu tu wa chan di ma tỳ kheo tuy tuổi nhỏ xin tu giáo soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Yo ha quê đa ha ro phi khu yun cha ti bu tha sa sa ne So mang lo kang ba pha se ti a pha mu to wa chan di ma yo ha we da ha ro phi khu yun cha ti bu tha sa sa ne so mang lo kang ba pha se ti a pha mu to wa chan di ma tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu tự thân cần quán pháp màu xin tu vầng trăng thoát đám mây lu chiếu soi rực rỡ cõi mù thế gian. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, dạ, dạ. Kính mời Vinh trưởng được rồi đó. Kính mời Vinh nha. Dạ, sa thù lành thầy sĩ đại miên Nam Mô Phật Thà Giá. Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 382. Cảm ơn quý sĩ cho biết nghe rõ. Kính đạo cảm ơn cô tu nữ tự duyên. Yo ha ve da ha ro phi khu chôn cha ti bút tha sa sa ne so mang lo căng pa pa se ti Apha mutto va chan di ma yo ha ve da ha ro phi khu yun cha ti buddha sa sa ne so mang lo kang pa pa se ti Apha mutto va chan di ma yo ha ve da ha ro phi khu Yon cha ti buddha sa sa ne so mang lo kang pa pa se ti a pa mu to van di ma yo ha ve da ha ro phi khu yon cha ti buddha sa sa ne so mang lo kang pa pa se ti Apha mutto va chan di ma yo ha ve da ra yo ha ve da ro phi khu yun cha ti putta sa sa ne so mang lo kang pa pa se ti Apha mutto va chan di ma tỳ kheo tuy tuổi nhỏ siêng tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Bản dịch của ngài Minh Châu. Tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu tự thân cần quán pháp màu siêng tu vầng trăng thoát đám mây lu chiếu soi rực rỡ cõi mù thế gian. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nhà Nam Mô Phật Thà Giá. Con xin được xin mic. Tay xích lạc lê vừa vào room. Mời sĩ đặt lễ nha.
Không biết Sĩ Đạt Lê đã ổn định cầm mic được chưa? Mời Sĩ Đạt Lê nhé, Sĩ Đạt Lê. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quá Thanh á. Dạ, cảm ơn Sích Răng Đông cho mình biết được tín hiệu. Dạ, nghe. Mình mời Sích Tâm Phương, mà Tâm Phương đã mất tiêu rồi. Tâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Tâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Nghe được thì cho một tín hiệu đi. Dạ, không có thấy nha. Không có thấy bàn tay của Tâm Phương. Dạ con xin được một lần con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ông bài pháp cú kinh số 382. Dạ cảm ơn Quỳnh Vá Thành Á cho bài học. Yo ha quê đa ha rô vịt khu chôn và tì vụt ta xa xa nê sở măng lộ căng ba phà xê ti a mốt tơ và chăn đi mà dô ha quê đá ha rô quýt khu chôn và ti bùa thà xa xa nê sở măng lộ tê ti a mốt tơ và chăn đi mà dô ha quê đá ha rô quýt khu chuồn cha ti bút tha sa sa nê sô măng lộ căng ma pha xê ti a pha một tơ quá chẳng đi ma tỳ kheo ti tuổi nhỏ xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Yo ha quê đa ha ro vịt cô chuẩn ti vô tha xa nệ xa 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 nệ sầu măng lô căng mà pha xe ti a pha mút tô và chanh đi mà yo cha quê đa ha ro vịt cô chuẩn ta ti vô tha xa xa này sợ mang lô căng mà xa xe tí a pha mút tàu và chăn đi mà tỳ kheo nhỏ tuổi mặc dầu tự thân cần quán pháp màu siêng tu vầng trăng thoát đám mây tu mây lu chiếu soi rực rỡ cõi mù thế gian. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh đã thấy bàn tay của Tâm Phương. Và con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Đạt vừa quan tâm vào đạo tràng. Và mời Tâm Phương. Và nếu Tâm Phương có chuẩn bị thời gian thì mời Tâm Phương khi mà thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn vào thì thỉnh Tâm Phương thỉnh Pháp Sư luôn ha. Dạ mời Tâm Phương ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ con Tâm Phương Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Thọ Minh Hạnh, con kính định lễ chị Đại Đức Tăng. Con xin đọc bài kệ số 382. Yo a quê đa ha rô bi cô yun gia ti pu tha sa cha đề so man lo cam ba ba che ti a pa mu to wa chan di ma. Dạ tỳ kheo tuy tuổi nhỏ siêng tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng
Như Tăng thoát khỏi mây và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tỳ kheo tuổi nhỏ mặc dầu, tự thân cần quán pháp màu siêng tu, vầng trăng thoát đám mây lưu, chiếu soi rực rỡ cõi mù thế gian. Dạy đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dù ha quê đang hà rô bịt khô, dùn cha ti phút thả xa xa nền, chô măng lô khâm và phá xê tì, à pa mô tô qua chân đi mang. Dù ha quê đang hà rô bịt khô, yun cha ti pun tha sa sa ne so man lo kam pa wa se ti a pa mu to wa chan di ma. Dạ con đã kể xong, không biết còn có vị nào không ạ? Dạ cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ alo. Ái Minh đã kể chưa Ái Minh? Dạ con thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn vào rồi đó. Dạ con xin mời tất cả Phật tử và Tâm Phương chúng ta cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn đã quang lâm vào room. Thì mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Nga Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Ta Sa Nam Mô Ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddha sa namo Ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddha sa Brahma chaluka ti bati sambati Ca tấn cha li ân thì quả rân a ya cha thang sang tỳ tha san ta ba ran cha ca cha ti ca đề se tu tham măng a nu kham bi măng ba chăng Ebam saham bati brahmang bhagavantang ayachathang Tung vi pa quê na tang bút thông Ka yune na thi hoa sa yang Tang ha bút tha ya da ne nang Mi ga da yang ta to ga to Bạn cha hoa gia đa dô nay dê A măng ba dê si thâm ma tôn Ta tô ba phu sâm bút thô A nu na thâm ma đê sa năng Ma hoa sa ni đê sê si Sa ta na ác thì sa tha khâm Tê na sa thu a dê pan tên Đê sê thu thâm ma đê sa năng Sa pa đi ya ba rê cha giang A nu khâm ba bi kha ta quên Chúng sanh tất cả bốn hàng Như sang trong nước vinh quang luôn chờ Trời lỡ mọc đắng nhờ ánh sáng Trổ lành rải tan mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Diệu khắp ba cõi rõ đường an vui
Tam thiên văn ngâm ngùi khẩn khoản, Phật nhắc lời những chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lóc gia ngày dời chân xa, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trinh rõ ràng, tình ngài thuyết pháp nội đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tôi mê cầu đừng trí thi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ thời gian cũng vừa phải lại, con kính dâng miết lại cho Đại Đức Dạ Tuệ Nhẫn. Dạ con kính Ngài, kính Đại Đức nhận miết để thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Con xin kính dâng miết lại cho Đại Đức ạ. Dạ thưa quý vị, có nghe rõ không ạ? Dạ alo. Dạ thưa quý vị, có nghe rõ không ạ? Ồ dạ tốt quá. Sao sư cứ nghe cô Lạc Lê chuyện chập chờn. Dạ. Dạ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trao đổi chánh pháp của Đức Phật với câu kệ số 383. Dạ thưa bây giờ quý vị có nghe rõ không, để cho sư một tín hiệu ạ? Sao sư cứ nghe cô Lạc Lê nói ạ? Dạ vâng ạ. Dạ bây giờ chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang afivademi swakhato phagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành cho chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành, người ấy sẽ được gặt hái vô lượng công đức phước lành theo dòng nghiệp lực của mình, và nhất là thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo do đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, và kính chi phước lành này đến tất cả quý đạo, quý cô tu nữ cùng đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, hôm nay thì chúng ta học tới chương cuối ha, chương 26 phẩm 26 phẩm Bà La Môn. Thì chúng ta biết là phẩm này
Bà La Môn thì Đức Phật thường dùng các vị tỳ kheo và Bà La Môn. Thì nhưng mà Bà La Môn trong giáo pháp của Đức Phật nói lên, tức là các ngài đã thành tựu Dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Đạo tràng chúng con hết nghe âm thanh của sư rồi ạ. Dạ cảm ơn rạng đông. Quý vị có đang nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị có đang nghe rõ không ạ? Dạ. Con xin đọc lại một lần ạ. Chin đá sô tăng parak cầm mát ca mê pát nú đá Ramana Sankhara Nang Khaya Nyatwa Akka Tanyusi Ramana. Nghĩa được dịch ra Việt ngữ là: Này Bà La Môn, hãy cắt đứt dòng chảy luân hồi, hãy nỗ lực, hãy xua đuổi các dục. Này Bà La Môn, sau khi đã biết được sự hoại diệt của các hành, người trở thành bậc vô vi, không còn tạo tác. Cái từ chín đá đó, cái căn của nó là căn chít. Nó thuộc về động từ. Có cái nghĩa là hãy cắt đứt. Hãy cắt đứt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là thực tế là không có cái gì mà cắt đứt ở trong cái từ này cả. Mà pháp, chúng ta chỉ chánh niệm tỉnh giác và các cái ô nhiễm ở bên trong nó được tẩy sạch. Và những cái phiền não ở bên ngoài, như những màu, mùi, vị, âm thanh, các cái dục, các cái sắc hương vị xúc, tâm của cái vị đó bất động, không còn khát dục đối với sắc thinh hương vị xúc nữa, thì nó tuyệt diệt cái dòng luân hồi. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều đó. Như vậy chúng ta thấy được rằng là tâm siêu thế là gì. Thì khi nào mà cái thấy nghe ngửi nếp đụng mà chúng ta say đắm với nó thì đó là pháp thế gian, pháp của trầm luân sanh tử. Còn khi nào cái thấy nghe ngửi nếm đụng chúng ta thấy rõ là vô thường, biến hoại, đổi thay, là đáng nhàm chán, là pháp hữu vi, mà tâm của chúng ta không còn say đắm nữa đối với các dục nữa, thì đó là tâm siêu thế. Vậy chúng ta tưởng là tâm siêu thế là một cái gì đó, nhưng thực tế là chúng ta không còn vô minh với lâm dục nữa thì là tâm siêu thế. Bởi vì sao? Bởi vì chánh niệm tỉnh giác đó cũng là những cái tâm đại thiện hợp chí đó, nhưng mà cái đối tượng là thực tại và trí tuệ quán xét với tứ niệm xứ đã ly tham hoàn toàn. Chứ chúng ta cũng không có tìm đâu ra thêm ngoài 25 sở hữu tịnh hảo cả. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Cái từ sô tá hay là sô tăng là một cái danh từ lam tánh. Là một cái danh từ lam tánh. Và câu kệ này chia theo đối cách là dòng chảy. Dòng chảy. Hay còn gọi là có cái chỗ thì dịch là cái tai. Dòng chảy, hay còn gọi là cái chỗ thì dọc nhập luân. Từ parakamma
nó là cái từ para, căn của nó là căn căn. Ở đây chia theo động từ bất biến là sau khi tinh tấn hay là sau khi nỗ lực. Tiếp động ngữ para là ở trên hay là quá hay là trước kia, nó có mấy nhiều cái nghĩa như vậy. Căng căm chỉ cho cái sự đi đến hay là tiến vào, tiến vào. Kame, kama tức là danh từ nam tánh, đi theo đối cách số nhiều là các dục. Và khi mà chúng ta hiểu về thực tại rồi đó thì chúng ta rất là rõ nghĩa về cái bài này ha. Như vậy chúng ta thấy khi nào mà tâm của chúng ta mà còn đắm nhiễm trong các dục thì cái tâm đó là cái tâm thế gian, còn khi nào tâm hoàn toàn không có đắm nhiễm nữa thì tâm đó là tâm thoát khỏi cái thế gian. Từ pa đú đá, căn của nó là căn nút, kiếp đầu ngữ là pa, là một cái động từ và có cái nghĩa là hãy xua đuổi, hãy xua đuổi. Xua đuổi ở đây tức là hãy lìa xa vô minh, ha? Lìa xa vô minh. Như vậy thì chúng ta thấy tiếp đồng ngữ pá là hướng về hay là ra khỏi. Cái từ này chỉ do cái sự nhấn mạnh, căng nút là xua đuổi hay là từ bỏ. Từ Ramana, Ramana là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo hô cách. Này Bà La Môn, Bà La Môn thì chúng ta biết là thời Đức Phật hay là trong xứ Ấn Độ từ thuở ngàn xưa thì đạo Bà La Môn rất là thịnh hành. Và Bà La Môn thì còn chỉ cho một cái đức phạm thiên hay là những cái người có những cái đời sống phạm hạnh, hành theo những cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Và ở trong giáo pháp của Đức Phật thì Bà La Môn chỉ cho bậc thánh đã lìa xa tất cả các dục lạc ngũ trần, được gọi là Bà La Môn. Như vậy ngày nào mà tâm của chúng ta cứ hướng dần ra khỏi, không còn đắm nhiễm với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, màu, mùi, vị, âm thanh, nhiều đó thôi là chúng ta trở thành Bà La Môn. Nhưng mà ra khỏi sắc màu mùi vị âm thanh khó không? Xin thưa là quá khó, phải không? Và chúng ta cứ nghĩ rằng màu là một ai đó, là một con người nào đó, nhưng không phải đâu. Tiếp theo nữa là từ Sankhara, Sankhara Năng. Sankhara Năng là Sankhara. Sankhara là một cái danh từ nam tánh, chia theo sở thuộc cách số nhiều là các hành. Như vậy cái Sankhara ở đây chúng ta biết là các hành ở đây là chỉ cho tất cả pháp hữu vi. Và chúng ta biết là hành thì nó có hai cái loại hành, hai cái loại hành. Tức là hành nghiệp, tức là hành của hành duyên thức, thì lúc đó chỉ cho một cái nghiệp đã được thành tựu, thiện hay bất thiện. Và còn hành nữa là tâm sở tư ở trong tất cả, trong tất cả các tâm, trong tất cả các tâm. Như vậy thì chúng ta thấy là nó có một cái loại hành gọi là, nó có một cái loại hành gọi là gì? Nó tạo ra quả là dị thời nghiệp duyên. Còn một cái hành nó là đồng sanh duyên với tất cả tâm. Như vậy cái từ Sankhara Năng, Sankhara là một cái danh từ nam tánh, chia theo sở thuộc cách số nhiều của các hành, của các pháp hữu vi.
Và từ khá dân hay là khá giá là một cái danh từ năm tánh, ở đây chia theo đối cách, chỉ cho sự hoại diệt, sự đoạn diệt. Và cái từ nhá toa, cái căn của nó là căn nha, cộng với toa. Nó là một cái động từ bất biến, là sau khi thấu hiểu, sau khi thấu hiểu, sau khi vị đó đã quán xét thân tâm và quán xét tất cả thế giới này, không có con người, không có ai ở trên đời, mà chỉ là những cái khoảnh khắc của pháp, những cái thực tại sanh khởi, chỉ là những cái dòng luân lưu của nghiệp luân, quả luân và phiền não luân bất tận. Vì đó không thấy, vì đó thấy từng cái sát na sanh diệt, vì đó không còn bám vào cái tự ngã, vì đó vị đã thấy cái sự sanh diệt của các pháp vô vi này, vì đó đã xa lìa, vì đó không còn chấp cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng mềm, nóng lạnh, cảm thọ. Này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Với cái sự tuệ quán như vậy, các ngài đã tận diệt, đã không còn tham ái chấp thủ đối pháp hữu vi nữa. Tâm của các ngài hoàn toàn sáng suốt. Với chánh niệm tỉnh giác, các ngài đã đoạn trừ những cái mầm mống lộng hoặc. Nên là sau khi ngài đã thấu hiểu từ akatanyu cộng với acid. Akatanyu gồm có katanyu và tiếp đồng ngữ á, là một cái danh từ nam chấm nam tánh chia theo chủ cách, là bậc vô vi. Bậc vô vi là bậc không chấp vào hữu vi nữa, bậc xả ly, bậc không còn chấp vào hữu vi nữa. Nghe cái âm thanh chỉ là âm thanh đi, vì đó không có buồn, không có giận, vì đó không cho âm thanh đó là ai nữa. Chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Vậy thì chúng ta thường rất là bực bội với âm thanh, phải không? Thì cái bậc vô vi là bậc không có bực bội với âm thanh. Bậc vô vi thì không có bực bội với màu sắc. Bậc vô vi thì không còn dính mắc đối với mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Không cho cái thân này là tôi, là của tôi, mà thấy rõ được chúng là tứ đại, do nghiệp sanh, do duyên sanh, vô thường, biến hoại, đổi thay. Và không những vậy mà ngài nhìn thấy tất cả thế giới cũng không có cái chi ngoài những cái pháp, chỉ là thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc, chạm, cứng rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Các ngài đã hiểu biết chúng rồi, nên là được gọi là bậc vô vi. Bậc vô vi là bậc không có còn chấp vào pháp vô vi, không còn chấp thủ nữa. Khi nào mà ai nói một cái gì đó chúng ta bực bội với người đó, là chúng ta đang chạy vào pháp hữu vi, đang theo đuổi pháp hữu vi, đang chấp thủ pháp hữu vi. Khó không? Nói ra cái này thì quý vị rất là lực cười, phải không? Quý vị tưởng là giải thoát là một cái gì đó ở rất xa với chúng ta, nhưng mà không phải. Bên này là pháp hữu vi mà chúng ta biết được nó, không còn chấp thủ là pháp hữu vi. Như vậy thì nó có gần chúng ta không? Nếu mà chúng ta thực sự hiểu về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thấy quẩn, xứ, giới, đế, chúng ta cũng thấy khổ, tập, có thể là thấy diệt, có thể là thấy đạo, ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó. Nhưng mà những cái pháp này vô cùng khó, chỉ có những bậc trí, chỉ có những cái con người có đầy đủ tạo những cái ba la mật, những cái sự chân thật, chúng ta mới gần những cái pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày mà thôi. Còn không thì á, vô minh nó cứ đẩy chúng ta đi rất là xa, mặc dầu ở thực tại rất gần,
nhưng mà nó không có trí tuệ để tiệm cận. Và chúng ta luôn sống với ảo tưởng. Chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng chắc chắn một điều, không ai thích nghe mấy cái từ thấy nghe ngửi nếm đụng này đâu. Người ta thích nghe nào như là thiền định đạo quả, thần thông bay bổng này kia thì người ta rất là thích. Nhưng mà người ta không biết về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, thì làm sao mà người ta có được đạo và quả. Từ khá dân khá giá là một cái danh từ lâm tánh chia theo chủ cấp là sự hoại diệt, sự đoạn diệt. Như vậy thì chúng ta biết cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó đoạn diệt, nó sanh và nó hoại diệt suốt từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Cái khoảnh khắc thấy của ngày hôm qua không phải là khoảnh khắc của sáng nay, khoảnh khắc thấy của sáng nay không phải là khoảnh khắc của trưa nay, khoảnh khắc thấy của trưa nay không phải là khoảnh khắc thấy của hiện giờ. Tất cả chúng chỉ sanh khởi với duyên duy nhất trong cái khoảnh khắc đó và diệt đi, không bao giờ quay trở lại. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là sự thâm sâu của giáo pháp với cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm này cực kỳ là thâm diệu mà rất khó để tiệm cận được. Chỉ khi nào chúng ta đi con đường trung đạo và phải đầy đủ những ba la mật, chúng ta mới gần sát với thực tại đang sanh khởi trong đời sống này. Tất cả khổ đau nó không đến từ đâu đâu, nó đến từ sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng và si mê trói buộc mà thôi. Từ nhát tua là sau khi thấu hiểu, và cái từ akatanyu là bậc vô vi. Bậc vô vi là chỉ cho gì? Chỉ cho trí tuệ đã thấy được pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, đã thấy được cái sự chấp thủ pháp hữu vi lên là cái vòng duyên sanh nó mới bất tận. Nên các ngài chánh niệm tỉnh giác, không còn tham đối với âm thanh, không còn tham đối với màu, không còn tham đối với mùi, không còn cho mùi vị này là đàn ông, đàn bà, không cho cứng mềm là đàn ông, là đàn bà, không cho mắt này là của tôi, tai này là của tôi, mũi này là của tôi, cái thấy này là của tôi, cái nghe là của tôi, cảm thọ là của tôi, nhà là của tôi, vân vân. Đó là bậc vô vi. Bậc vô vi là không chấp vào pháp vô vi. Akata là quá khứ phân từ, là đã không tạo tác. Không tạo tác. Không tạo tác. Tức là không còn đeo đuổi sắc thinh hương vị xúc, không còn tham đắm, không còn chấp thủ, không còn mộng mơ, không còn suy nghĩ thiện ác với chúng để tạo ra vòng trầm luân sanh tử. Tiếp tục ngữ á chỉ cho cái từ không. Cát tá thì chúng ta biết rồi, nó gọi là cát rắp tí, hay là căn của nó là căn cá cộng với tá. Ở đây chia quá khứ phương từ là đã được làm. Như vậy là đã được làm ở đây chính là tâm sở tư, tạo nghiệp. Từ nhu là quá khứ phân từ, là đã biết. Căn nha thế là chỉ cho sự biết hay hiểu biết. Từ axit, căn của nó là căn as. Đó là một cái động từ hay động thể thuộc thể hiện tại, có nghĩa là. Và ở đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch là: hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô vi. Bậc vô vi. Như vậy ở cái câu này Đức Phật khuyên các cái chúng đệ tử của ngài, những cái Bà La Môn xuất gia trong chánh pháp tốt đẹp từ nơi ngài, và ngài khuyên: hỡi này Bà La Môn, đến với con đường mà Như Lai chỉ dạy thì hãy tinh tấn. Hãy tinh tấn ở đây không phải là thực hành một cái gì đó đâu. Hãy tinh tấn nghe pháp, hãy tinh tấn hiểu pháp, hãy tinh tấn hiểu biết về sắc la hiện tại, hãy tinh tấn phát triển trí tuệ.
để hiểu biết. Và đoạn dòng, tức là đoạn cái dòng gì? Đoạn được cái dòng vô minh, dòng ái dục. Dòng ái dục. Chúng ta đừng có tìm vô minh và ái dục ở đâu cả. Ngay sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng là nó đầy tràn rồi. Mà người nào không thấy nó đó, thì người đó có học giáo pháp đến bao lâu đi chăng nữa. Người đó cũng không hiểu giáo pháp của Đức Phật được đâu. Từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt. Như vậy là tâm của chúng ta nó luôn luôn theo các dục lạc. Theo các dục lạc ở đây tức là chúng ta không biết được các dục lạc chỉ là các cái sắc của những cái tứ đại khác nhau in dấu qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi là vô tri vô giác, và chúng ta tưởng đó là đàn ông, là đàn bà, là đủ thứ, nhưng bản chất của nó thì nó không là ai hết. Nó không là ai hết. Điều này nói thì nó rất là khó, phải không? Giáo pháp Đức Phật nó khó ở chỗ đó. Bao giờ mà quý vị tin rằng bất cứ khi nào cái thấy sanh khởi, quý vị biết đây chỉ là đối tượng thị giác thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, thì lúc đó mới nói đến chuyện là à, từ đó đến giờ mới biết vô minh nó ở đâu. Chúng ta tưởng là vô minh nó ở đâu xa vời lắm, không phải, nó ở rất gần. Bây giờ thì chúng ta đi đến tiếp theo về cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này được Đức Thế Tôn khi ngài ngự ở chùa Chetavana và đề cập đến một cái vị Bà La Môn có nhiều đức tin, và ngài thuyết nên cái kệ ngôn này. Và được nghe nói rằng thì vị Bà La Môn này khi mà được nghe Đức Thế Tôn, Đức Phật thuyết pháp và khởi lên tình tính mỗi ngày, và từ đó thì ngài sắp đặt những cái vật thực và cúng dường cho 16 vị tỳ khu ở tại cái tư gia của mình. Và khi chư tỳ kheo đến thì cái gia chủ này thường đưa ra dứt bát và rất là cung kính và bạch rằng: xin thỉnh các ngài A-la-hán hãy vào trong, xin thỉnh các ngài A-la-hán hãy ngồi. Bất kỳ một câu nào ông cũng xưng tụng là A-la-hán. Thì lúc bấy giờ chư vị phàm tăng mới suy nghĩ rằng cái vị Bà La Môn này ngỡ rằng ta là vị A-la-hán. Còn những cái bậc lậu tận thì nghĩ Bà La Môn này biết ta rõ rồi. Và thế là chi tỳ khu e ngại cái cách xưng hô đó, nên không đến tư gia của cái vị đó nữa. Và từ đó ông buồn phiền. Và tại sao ông mới suy nghĩ tại sao các ngài lại không đến nhà mình như thế? Và bắt đầu ông mới đi đến tịnh xá và đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bạch lên ngài cái sự việc đó. Và bậc đạo sư cho gọi chư tỳ khu đến và mới hỏi rằng: này chư tỳ khu, điều ấy là như thế nào?
Này các tỳ khu, đây là câu nói do sự tịnh tính vô tội với lời nói bằng sự tịnh tính. Lại nữa, đây là sự cảm mến của Bà La Môn đó với các vị thánh vô lậu rất nhiều. Lẽ ra thì các ngươi cần phải cắt đứt ái dục để chứng đạt A La Hán mới phải. Rồi Ngài thuyết lên cái kệ ngôn rằng: hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, người là bậc vô vi. Và ở đây thì chú giải là từ Parakhame, nghĩa là dòng ái dục không ai có thể cắt đứt bằng sự tinh cần yếu kém được. Do đó, ngươi hãy tinh cần cắt đứt bằng sự quyết tâm mạnh cùng với trí tuệ, tức là hãy giảm trừ, nghĩa là hãy dứt bỏ hai loại dục. Từ Ramana là cái câu gọi chỉ cho bậc vô lậu, và cái từ Sankha Ratna nghĩa là đã thấu hiểu sự hoại diệt của các uẩn, và cái từ Akka Panyusi nghĩa là nếu như vậy, ngươi là người vô ơn vì rằng đã thấu hiểu nghĩa niết bàn là gì, đã thấu hiểu các nguyên chất như là vàng ròng, như thế mà tại sao ngươi lại không thực hành để đến cái mục đích cứu cánh, dứt pháp thoại thì nhiều người chứng đạt thánh quả. Và ở đây Ngài có cẩn đề với bài kệ của Ngài: danh từ La Hán chẳng lên ham, khi biết tự thân vẫn tục phàm. Nhưng nếu người đời vì tịnh tính tôn mình La Hán cũng đành cam, điều tối yếu là chớ dễ vui, ngược dòng ái dục chẳng trôi xuôi. Niết bàn vô tác cầu tu chứng, ngũ uẩn xa lầm chớ trở lui. Đó là bài kệ mà chúng con xin đọc đến Chư Tăng và xin đọc đến quý vị. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, cuộc sống thật là ngắn ngủi. Khi cái thấy sanh khởi thì lúc đó thế giới của thấy được sanh khởi. Khi cái thấy diệt đi thì thế giới đó đã diệt đi ở ngay khoảnh khắc đó rồi. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới thấy chết. Và khoảnh khắc nghe cũng vô cùng ngắn ngủi. Và khi cái nghe diệt đi thì tham hay sân mới sanh khởi, hay là cái ngửi mới sanh khởi. Khi cái ngửi sanh khởi thì thế giới thấy, thế giới nghe chết. Thế giới nghe không bao giờ trong vòng luân hồi gặp được thế giới của thấy. Mặc dầu con mắt và lỗ tai của chúng ta cách nhau chừng 10 cm thôi, thế giới của chúng là vô cùng xa nhau, chúng không bao giờ gặp nhau. Nhưng cái tham của thấy cũng không phải là cái tham của nghe. Cái tham của thấy thì có thể sau đó là những cái hình sắc, nhưng mà cái tham của nghe thì sau đó là cái bản nhạc, những cái âm thanh du dương, là những cái tiếng sáo vân vân được chế định.
Chính vì vậy mà nó có sáu ái. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Và chúng ta đừng có suy nghĩ rằng những cái pháp Đức Phật dạy về thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm này là tầm thường. Và chúng ta rất dễ vui với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm và đối tượng thị giác. Chúng ta phớt lờ chúng. Và chúng ta đi tìm kiếm một cái gì đó rất là cao siêu, rất là huyền bí. Và cái đó thì nó lại không có hiện khởi. Như vậy chúng ta đã bỏ một cái thực tại. Để cho trí tuệ sanh khởi. Và giờ đây chúng ta cần phải tu học như thế nào để chúng ta thực sự biết về nguyên thủy của chánh pháp, của lời dạy của Đức Phật. Khoảnh khắc này mà chúng ta càng tu học càng xa rời thì chúng ta không bao giờ đếm được hương vị pháp bảo và không bao giờ thấy được lời dạy Đức Phật. Và chúng ta có rất nhiều tà tinh tấn. Chúng ta sẽ tinh tấn thực hành theo rất nhiều thứ, nhiều loại. Nhưng mà không có sự hiểu biết nào cả. Chỉ khi nào chúng ta có sự hiểu biết thì sự tấn rất là đều đặn và tâm rất là quân bình, và lúc nào nó cũng có cái sự hỷ hoan trong chánh pháp, thì cái đó mới gọi là chánh tinh tấn của vị Bà La Môn. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật thuyết cái gì thêm nữa. Đức Phật chỉ thuyết về cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, cái ngửi hiện giờ, cái nếm hiện giờ, cái xúc chạm hiện giờ, cái nóng, cái lạnh, cái buồn, cái vui này, tất cả chúng là pháp do duyên sanh. Và chúng vô thường, khổ, vô ngã. Chúng không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Con kính thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ, cảm ơn. Khẩn đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa? Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa? Alo, dạ quý vị nghe rõ chưa? Ồ, dạ tốt quá. Dạ, dạ, dạ. Dạ tốt quá rồi. Và chúng ta biết tất cả những cái vị đức hạnh trong giáo pháp của Đức Phật
Khi nào mà chúng ta thực thấy, thực biết, chúng ta không còn xa rời với khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta không còn mong cầu bất cứ một cái phương pháp thực hành nào nữa. Và chúng ta chỉ có nghe pháp, lời dạy của Đức Phật về thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và chúng ta cứ dần dần với cái hiện tại này, thì đó là nguồn cội của chánh niệm, nguồn cội của tỉnh giác. Bao lâu thì tất cả chúng đều tùy thuộc vào duyên. Không có ai có thể làm được một cái điều cả. Vì chỉ có giáo pháp mới vô ngã thì mới phá hủy được ý niệm về ngã. Mà đã là vô ngã thì pháp chỉ do duyên sanh mà thôi. Tâm thiện sanh khởi, chúng không phụ thuộc vào ai đó. Tâm bất thiện nó cũng như cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm hiện giờ. Không có ai tạo ra được chúng cả. Vậy thì cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hiện giờ không có ai tạo ra được. Vậy tại sao chúng ta lại tạo ra được trí tuệ? Chúng ta thực hành một cái phương pháp nào đó để tạo ra trí tuệ thì đó là không đúng. Và trí tuệ đó là trí tuệ giả, chứ không phải là trí tuệ thực chứng. Trí tuệ thực chứng luôn luôn là sát ra hiện tại. Tiềm cận với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm là điều vô cùng khó và khó nhất. Và cái mà chúng ta không có giác ngộ là chúng ta chỉ có quên cái pháp hiện giờ mà thôi. Chứ còn chúng ta nhớ những cái pháp hiện giờ là vô thường, khổ và vô ngã. Thì tâm của chúng ta sẽ được trong sáng thôi. Và chúng ta để ý đó, những người nào càng thực hành một phương pháp nào đó, chúng tôi thấy họ chỉ lập ra những cái giáo phái riêng, những cái con đường tu tập riêng mà thôi. Mỗi người lập theo một trường phái. Như vậy thì có đúng với tinh thần mà Đức Phật dạy về pháp là vô ngã do duyên sanh hay không? Nếu mà một phương pháp thực hành đưa đến giác ngộ thì chẳng bao giờ cần một Đức Phật ra đời, cần một cái mãnh lực ba la mật tối thượng mới thấy được sự thâm diệu của pháp duyên sanh. Và chúng ta luôn luôn quên mất lời dạy của Ngài. Chúng ta không có tìm hiểu kỹ kinh điển, lời dạy của Ngài một cách đúng đắn nhất. Và ai ai cũng chỉ đến với đạo Phật là mong muốn họ được an vui, họ đạt được sự giải thoát. Như vậy có hợp lý không? Dầu Đức Phật không tham thì phiền não ở bốn biển, ở tất cả chúng sanh là vô lượng, vô biên. Như vậy cuộc sống của Ngài có tách rời với phiền não được không?
Xin thưa rằng là không. Hằng ngày Ngài đối diện với phiền não nhiều hơn chúng ta tưởng, nhưng tâm của Ngài là bất động. Phiền não của những cái chúng sanh đau khổ, có người đến người ta than van, có người đến người ta khóc lóc, có người đến con cái họ chết, có người đến thì họ chỉ trích phỉ báng Ngài. Đó không phải là phiền não ư? Nhưng mà tại sao tâm của Ngài lại bất động giải thoát? Vì Ngài đã thực sự hiểu chúng là gì. Thế giới này ngoài những cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, không còn cái gì nữa cả. Nhưng mà trong cái thấy thì do duyên, do nghiệp, do vô minh mà chúng sanh cho thành những cái này, cái kia. Từ đó họ sân hận, họ bực bội, hay họ tham ái, họ dính mắc, hay họ sầu muộn. Nhưng cũng cái thấy đối tượng thị giác đó bậc hiền trí thoát ly, ly tham đoạn diệt. Thì cũng cái thấy đó mà chúng sanh tạo nghiệp ác, giết cha, giết mẹ, giết Phật, làm ác A-la-hán. Tất cả những cái đó đều gì? Đều là pháp do duyên mà sanh hết. Người nào hiểu được pháp duyên sanh thì đương nhiên là họ không có bị cuốn vào phiền não, cuốn vào bất thiện, cũng không có bị cuốn vào thiện. Ngài biết được cái phẩm chất thiện này nó sanh lên, nó là nguyên thủy, nó không bao giờ thay đổi được cái bản chất thanh tịnh tốt đẹp của chúng được. Và chính những cái thiện này chúng cho những cái quả thiện về tâm tục sinh, về những cái cảnh giới tốt đẹp và những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm bằng vô nhân, kinh nghiệm những cái sắc màu tốt đẹp ở khắp mọi nơi, mọi cảnh giới mà cái tâm thiện này nó cho ra. Và Ngài cứ rằng không có đáng cái gì để mà tạo ra những cái thứ này rồi để chỉ có kinh nghiệm những cái màu, cái mùi, cái vị và cho đó là một cái gì đó rất là ghê gớm. Và cái mà chúng hình thành nên chỉ là những cái bộ xương hôi thối được đắp bằng xương, bằng thịt, bằng những cái tứ đại tanh hôi và vô cùng xa lạ. Chứ không có gì cả. Bây giờ quý vị đã thực sự thấy đối tượng thị giác là không phải đàn ông, đàn bà hay là mọi khoảnh khắc. Chúng ta đều thấy đây là đối tượng thị giác, đây là đối tượng thị giác chưa? Nếu mà chưa thấy thì chưa thấy Đức Phật ở đâu cả, chưa hiểu giáo pháp của Ngài ở đâu hết. Chưa thấy vòng duyên sanh ở đâu cả. Chưa thấy ngũ uẩn ở đâu hết. Chưa biết cái gì sanh ra ngũ uẩn. Và luôn luôn có cái chấp tôi là. Và chúng ta biết vô minh và tham ái tà kiến chúng chỉ luẩn khuất
ngay sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, đến đụng, xúc chạm mà thôi. Chư thiên thì cái là thực cũng chỉ là cái nghe, ngửi, đến đụng, xúc chạm. Xúc sanh thì cái là thực cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Cứng, mềm, nóng, lạnh. Nhân loại thì cái là thực cũng chỉ là những cái pháp đó thôi. Hay là thế giới nào thì cũng chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp đang vận hành theo nhân duyên của chúng. Hay là pháp quả, pháp vô ký và pháp bất thiện. Bây giờ có pháp bất thiện không? Bây giờ có pháp vô ký không? Bây giờ có thiện không? Khi mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật đúng đắn thì chúng ta mới thấy ô, cái thấy là pháp vô ký, cái nghe là pháp vô ký, cái đối tượng thị giác là pháp vô ký. Cái mà hoan hỷ thích thú là pháp bất thiện, dính mắc. Cái thiện lành tâm an tịnh đó chính là pháp thiện đó. Nó có xa rời với đời sống thực của chúng ta không? Như vậy do chúng ta thấy khoảnh khắc này mà chúng ta dần được hiểu thì chúng ta sẽ hiểu được quẩn, xứ, giới, đế một cách rất là thiết thực trong đời sống. Và tất cả những cái kinh điển mà chúng ta học mà chúng ta chỉ lấy được ngôn từ thì sau khi chết chúng ta chẳng còn cái gì cả, và chúng ta sẽ là người rỗng không, và thậm chí là chúng ta đã mang đi một cái ác nghiệp nữa là khác. Nếu chúng ta tu học trong giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta chỉ sống dễ vui và chỉ đi bài bác, rồi chúng ta không có hiểu lời dạy của Đức Phật, chúng ta ăn của đàn na tính thí và chỉ kiếm được những cái ngôn từ, những cái chữ ở trong kinh điển và không hiểu biết gì cả về pháp là thực trong đời sống hàng ngày. Dầu người đời có khen tặng ta giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, kẻ ấy cũng chỉ là một kẻ giống tuất và không có được cái gì mang theo qua đời sau. Nhưng khi chúng ta hiểu được rồi thì thực sự đây mới là chánh pháp. Không bao giờ đưa chúng ta xuống đọa xứ, và chỉ có một con đường duy nhất là pháp sẽ đưa mình đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Và những người nào hiểu pháp, người đó tự bản thân mình sẽ thấy được ta sẽ không còn đọa xứ. Dầu là chưa đắc đạo thì vì đó cũng có một cái niềm tin rất là tốt đẹp và không bao giờ tạo ra những cái bất thiện, và chỉ có giảm đi những cái bất thiện. Và sự an lạc, niềm tin với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng luôn luôn được thể hiện. Còn như chúng ta không hiểu được pháp Ngài dạy, chúng ta gặp nhau giữa sư mấy sư, giữa sư mấy Phật tử, chúng ta có thật sự gặp nhau để trao đổi, để thiện lành, hay là chúng ta gặp nhau trên cái tinh thần rất là gượng gạo, rất là che đậy, phải không? Còn khi chúng ta hiểu pháp thì không có cái ý nghĩa đó ở trong cuộc sống với cái người hiểu pháp. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng. Đoạn dòng ở đây này, dòng ái dục, dòng vô minh,
này. Thế giới này chỉ có sanh, già, đau, chết. Thế giới này chỉ có sanh đi, sanh lại. Cái thấy sanh đi, sanh lại. Sanh đi, sanh lại ở đây tức là nghiệp chúng chỉ tạo ra cái thấy mới, nghe mới, ngửi mới, đếm mới, xúc chạm mới. Mới. Chứ không có cái gì gọi là tôi đi tái sanh hay là ai đó tái sanh trong kiếp sau. Không có cái chi gọi là tôi tạo thiện pháp, mà chính những cái tâm thiện lành đó chúng sanh khởi. Nếu tâm thiện không có sanh khởi thì không ai có sự bố thí, trì giới hay tu tập cả. Nhớ một điều, do vậy ở ngoài đời đầy người do tâm thiện họ không có sanh lên mà tâm ác sanh lên, họ mới giết cha, giết mẹ, họ mới cướp, họ mới đoạt, họ mới ghiền xì ca ma túy. Tất cả đều là pháp do duyên hết. Còn khi mà tâm thiện nằm sanh khởi do duyên của chúng và chúng tự bồi đắp cái thường cận y duyên đó và trí tuệ thấy được những cái lợi ích đó, chứ không phải là một ai đó tạo ra được một cái gì đó, điều đó là sai với tinh thần chánh pháp mà Đức Phật giảng dạy. Và kể cả bất thiện đi chăng nữa, bất thiện cũng không phải của bất cứ ai. Bất thiện thì không có tôn giáo nào cả, nhớ như vậy. Bất thiện chỉ là pháp do duyên mà sanh. Mà chắc chắn một điều, không có cái thấy với đối tượng thị giác thì chúng ta không có cái sự đam mê thích thú trong đối tượng thị giác được. Không có cái nghe thì chúng ta không có thích, không có chán, không có ghét âm thanh được. Màu mùi vị cũng vậy. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là cái mà chúng ta thường quên mất trong đời sống hàng ngày. Mà tới chừng vô minh nó dẫn dắt chúng ta đi thật xa rồi thì chúng ta không còn kịp trở tay nữa. Và nghiệp chúng cứ như vậy, chúng tạo tác trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Còn con của Đức Phật, hay Đức Phật khuyên hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng. Như vậy tinh tấn ở đây là gì? Tinh tấn ở đây là phát triển hiểu biết, phát triển chánh niệm tỉnh giác, thu thúc các căn của mình. Và khi thu thúc các căn mới biết được là dục từ đâu mà sanh và từ đâu mà diệt. Mới biết được sự nguy hiểm của các dục là như thế nào, sự xuất ly là như thế nào. Xuất ly không có cái gì gọi là ghê gớm cả, chỉ xuất ly cái mà được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm thôi. Nhưng mà có ai xuất ly được không? Chỉ có các bậc đầy đủ ba la mật đã nhiều đời nhiều kiếp tích lũy với con đường thánh pháp mà các chư Phật đã giảng giải thì mới ra khỏi được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, không còn mê đắm với nó nữa mà thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng là ai cũng có thể ra được, không có chuyện đó đâu. Chuyện đó là không thể. Một người phải hiểu giáo pháp của Đức Phật vô cùng đúng đắn. Và vì đó luôn luôn quả quyết và có chi kiến bỏ đi tất cả mọi cái ý niệm để trở về cái khoảnh khắc này nhiều vô lượng lần. Và để cho chi kiến thực sự không còn xa rời với khoảnh khắc này nữa, phải mất rất nhiều kiếp sống thì mới đoạn được cái dòng ái dục. Từ đó vị mới hiểu ra là cuộc sống chỉ là các cái sắc màu của tứ đại mà do chúng sanh, do vô minh tham ái chấp chúng là như này như kia. Bây giờ thì thấy rõ được đối tượng thị giác, chúng là những cái mảng màu, chúng được ghép lối, chúng được chấp vá. Con mắt này cũng vậy, con mắt này nó không thấy được,
mà ta lại chấp rằng con mắt này thấy được. Và cái thấy này thì cũng phải đương vào con mắt thì mới thấy được cái đối tượng thị giác. Và cái thấy này thì vô cùng ngắn ngủi, bởi vì đối tượng thị giác chúng xuất hiện rất là tình cờ. Chúng không có báo trước với ai là chúng sẽ gặp cái đối tượng thị giác này, gặp được cái thấy này. Và rồi chúng biến mất ngay tại đó. Nhưng mà sau đó thì tham ái và vô minh tưởng là ôi đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là người thương, vân vân. Nhưng thực tế chúng không phải là như vậy. Đó, đó là tinh tấn đoạn dòng đó. Vì đó thấy được rõ rồi, nên là thấy nó có cái gì đâu. Do chấp lầm những cái thực tại hữu vi ngắn ngủi đó, cho rằng là tôi, là của tôi, là đàn bà, đàn ông, là thường tồn này kia. Thì Đức Phật khuyên: hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, đoạn cái dòng ái dục, đoạn cái vô minh. Sau những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của đụng, của suy nghĩ này, từ bỏ các dục lạc, từ bỏ các dục lạc. Nhiều không, thưa quý vị, dục lạc sau khoảnh khắc thấy nghe này, cả cái thế giới này ai ai cũng đi tình cầu. Mặc dầu nó chỉ có một chút đất, chút nước, chút lửa, chút gió, chút màu, chút mùi, chút vị, chút âm thanh, chút cứng, mềm, nóng, lạnh thôi. Nhưng mà có mấy ai ra khỏi cái sự chấp thủ, cái khỏi tham ái, trói buộc. Khi mà các ngài đã thấy như vậy, vị tỳ kheo hay người cư sĩ thấy như vậy, biết được hành đoạn diệt. Biết được hành đoạn diệt. Tức là vì đó không còn vô minh đối với các thực pháp nữa. Không còn vô minh nên không có tạo tác ra những cái thân hành, khẩu hành, thiện hay bất thiện. Người là bậc vô vi chỉ cho một cái bậc mà tâm đã hoàn toàn lậu tận. Lậu tận tức là các cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đã được tận diệt từ bên trong. Như vậy thì chúng ta thấy phiền não bên ngoài nó luôn luôn của người này người khác, hay của chúng sanh này chúng sanh khác, ở trong các cái sắc thinh hương vị xúc pháp đó, luôn luôn nó trực chờ, trực chờ. Và các vị A-la-hán hay tại tất cả phàm phu thì cũng không có ai tránh khỏi được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm cả. Nhưng mà tâm của phàm phu thì khác, tâm của bậc thánh là khác. Như vậy thì chúng ta thấy vậy chúng ta thấy là nó khó đến mức độ như thế nào. Và mỗi một ngày mà chúng ta hiểu đúng chánh pháp, về pháp là thực hiện giờ, thì càng ngày càng bớt vô minh, càng bớt đi ý niệm về ngã. Càng ngày chúng ta càng thận trọng, càng ngày chúng ta lại càng thích thú với đời sống hiện tại, nơi chốn của chúng ta. Chúng ta không còn có cái ước muốn tầm cầu là mai tôi phải đi tu tập như này, mốt tôi phải tu tập như thế kia. Là chúng ta đã hiểu biết mọi khoảnh khắc pháp là do duyên sanh mà thôi. Nếu mà khoảnh khắc đó đang có vô minh, không có trí tuệ, thì nó chỉ có khoảnh khắc đó diệt đi, chứ làm sao mà tìm kiếm ra trí tuệ ở đâu mà để diệt trừ vô minh bây giờ. Làm sao có thể đi tìm kiếm trí tuệ được? Không thể có được. Và thường thì những người tu của chúng ta luôn luôn không có hiểu lời dạy của Đức Phật, và họ cũng có học hành kỹ lưỡng, không có tôn kính ngài. Họ chỉ cần học hai bài hoặc là một ai đó nói về cái pháp hành là họ đi theo một vài tháng, một vài năm, và cái người thầy nói như thế nào thì họ cũng nói theo như vậy. Và cái, những cái người khác tưởng đó là một cái gì đó chứng. Nhưng mà
giáo pháp mà dễ như vậy thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật đâu. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta quên hoài nó. Và nó chính là nguyên là đầu mối để chúng ta gỡ, chúng ta triệt phá, chúng ta cắt cái khóa vô minh này, cắt cái then cài này, phá hủy cái then cài này. Thì bài pháp ngày hôm nay chúng con xin chia sẻ là Đức Phật khuyên, hỡi này Bà La Môn, chỉ cho các cái vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật hay là cái vị thiền nam cư sĩ, hãy tinh tấn đoạn dòng. Ở đây là đoạn dòng vô minh và ái dục sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này thôi. Và nếu mà chúng ta muốn đoạn được dòng thì chúng ta phải hiểu rất rõ về đối tượng thì ra âm thanh, màu, mùi, vị, và chúng ta thấy cái thế giới rất là độc cư của nó. Lúc cái thấy sanh khởi thì không có cái nghe, ngửi, nếm ở trong đó được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng hoàn toàn là vô ngã. Mà pháp hiểu vô ngã thì chúng diệt vì ý niệm về ngã là tà kiến. À, phải không? Và khi một khi chúng ta thấy được rằng là có phải là sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì ta thích thú hay là bực bội, khó chịu, giận hờn, phải không? Và chúng ta cho cái đối tượng thị giác là thành người này, người kia, chúng ta thấy có phải là tà kiến không? Có phải là giới cấm thủ ở sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng? Tất cả những cái đó nó đều sanh lên ở đây hết. Và khi mà chúng ta thấy được nó rồi thì không có gì quý bằng sát la hiện tại hết. Và dần dần chúng ta cứ tiến bộ dần lên với trí tuệ. Trí tuệ chúng tự vun bồi cái pháp hành cho chúng, chứ không phải là một ai đó. Nên là không có người tu, không có người giác ngộ, mà chỉ có các pháp. Từ bỏ các dục lạc. Khi mà chúng ta hiểu được những cái đối tượng thì giác, màu, mùi, vị, âm thanh này, chúng là chúng vô, chúng hoác, chúng là vô chi, vô giác. Chúng không phải là ai cả, chúng chỉ là những cái hoa đốm. Chúng chạm hờ vào các cái căn môn trong một cái thời điểm rất là ngắn ngủi và chúng biến mất. Thì chúng ta không còn tham đắm các dục nữa, bởi vì chúng ta thấy được nó nên chúng ta không còn cho nó là thường còn, là ai đó nữa. Không lẽ bây giờ chúng ta thấy một cái thân hôi thối nó rã ra từng chút một và chúng ta này suy nghĩ về các dục ở trong đó được ư? Không lẽ chúng ta quan hệ với phẩm, với mật, với đàm á? Với này cái cứng mềm nóng lạnh. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái chân của pháp á, thì dục nó được đoạn diệt. Chứ không phải là tôi đoạn diệt hay ai đoạn diệt. Biết được hành đoạn diệt. Thì các vị đã biết được à, những cái này nè, do chấp cái kia thì cái hành nó mới sanh. Còn bây giờ thấy cái sự sanh diệt này thì vô minh, minh nó được trong sáng rồi, được thắp lên rồi, thì vô minh về những cái thứ này nó được đoạn diệt. Người nào bậc vô vi, bậc vô vi tức không còn mê loạn trong các sắc, thân, hương, vị, xúc và các pháp nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A Tu La, Diêm Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, chư Phật tử ở gần và xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng trong giáo pháp này và trong kiếp sống này.
Nam mô Bụt Tha giá. Sa thú lầm thai, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng coi kinh câu Pháp Cú số 383 cho hạ Phật tử chúng con được rõ. Thượng tọa Minh Hạnh đã rời room, chúng con kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn chúc phúc cho đạo tràng. Con kính thỉnh sư. Dạ, chắc sư Tuệ Nhẫn không còn trước máy nữa. Thôi thì chúng ta đọc bài kinh hồi hướng vì đã trễ giờ nhiều rồi. Con xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con như thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu du sanh. Y đằng nô nhá ti nằng hô tú số khí ta hôn tù nha tá du. Y đằng nô nhá ti nằng hô tú số khí ta hôn tù nha tá du. Y đằng nô nhá ti nằng hô tú số khí ta hôn tù nha tá du. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Ý đằng quá tá mê buồn nhằn, à sa quá khá già quá hằng hồn tú, á na gá tê ca lê. Xin do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, tới đây đã hết giờ. Kính mời chư vị ngày mai trở lại đạo tràng để mình học tiếp câu Pháp Cú số 384. Kính chào vị. Rạng đông xin xuống mít ạ. À.